Dương Nghị, anh đã hiểu việc tin Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm của mình là phạm pháp hay chưa? Tin Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm là chính đáng. Tôi không làm gì phi pháp hết. Đấng cứu thế đã đến rồi, Ngài đã xuất hiện và công tác. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng cứu thế nào đã tới hả? Đấng cứu thế ở đâu trên đời này? Trên đời này làm gì có đấng cứu thế? Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần theo chủ nghĩa Mác Lênin và chống đối mọi thuyết hữu thần. Không được đọc lời của Đức Chúa Trời, ngày nào cũng cảm thấy khó khăn, thực vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ. Nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan của Ngài và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. 4 năm rồi tôi mới lại được nghe lời Đức Chúa Trời. Dạo gần đây bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng, tôi sợ là mình sẽ chết ở trong này. Nè anh hứa, đây là lời Đức Chúa Trời. Trong giai đoạn công tác này, điều chúng ta cần phải có chính là đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất. Bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây, điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, chuyển đổi lời thành tình yêu, và chuyển đổi lời thành sự sống. Tất cả tập hợp, lục soát. Nè, thằng kia, mày làm gì đó? Lục soát. Ai đưa tờ giấy cho mày? Thằng chó này, mày có đứng khai ra chưa? Không khai thì tao giết mày. Chính là hắn. Hắn thường xuyên tiếp xúc với các tín hữu ở những khu khác. Dương Nghị à, Quách Nhâm gặp chuyện rồi. Lục soát thật kỹ vô. Mày dám chuyện giấy ở đây? Rồi đó đi. Chết đi. Chuyện giấy nè. Tôi vẫn còn giữ lời Đức Chúa Trời, anh có dám lấy không? Lấy chuyện. Loài người này chỉ cần nghe tiếng gọi của đấng tạo hóa, nghe giọng nói của đấng tạo hóa, và họ sẽ đứng lên và đổ xô đi định vị nguồn gốc của giọng nói này. Loài người này chỉ cần nhìn thấy hình dáng của đấng tạo hóa, và họ sẽ thờ ơ với những thứ khác và từ bỏ mọi thứ để tự hiến cho Đức Chúa Trời, và thậm chí hy sinh mạng sống cho Ngài.